Quang Hải không tham dự AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Ứng viên khủng muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay huấn luyện viên Park. Báo động của Công Phượng chỉ ra sai lầm của huấn luyện viên Kiatisak. Câu lạc bộ Khánh Hòa trở lại V-League sau 3 năm vắng bóng. Quang Hải không tham dự AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Thông tin này đã được ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF xác nhận. Theo ông Lê Hoài Anh, Pau FC, đội bóng chủ quản hiện tại của Quang Hải, quyết định không cho Quang Hải về tham dự AFF Cup do thời gian tổ chức AFF Cup 2022 không thuộc FIFA Days. Dù VFF đã cố gắng làm việc với câu lạc bộ đội bóng nước Pháp, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 tới 16 tháng 1 năm 2023, tức là ngay sau kỳ World Cup. Khoảng thời gian này không có lịch nghỉ của FIFA và các giải đấu bóng đá châu Âu bắt đầu trở lại thi đấu. Theo đó, Quang Hải sẽ phải tham dự tất cả các trận giao hữu cùng câu lạc bộ theo quy định của cầu thủ chuyên nghiệp. Tổng thư ký VFF cũng cho biết đã thông báo tin này với huấn luyện viên Park Hang-seo để huấn luyện viên người Hàn Quốc sớm có phương án chuyên môn chuẩn bị. Đối với huấn luyện viên Park Hang-seo, đây sẽ là một tin không vui vì vị chiến lược gia này đã từng có những động thái kêu gọi Nguyễn Quang Hải trở về tham dự giải đấu. Việc thiếu vắng Quang Hải trên hàng công, sức mạnh đội tuyển Việt Nam có thể bị ảnh hưởng, có thể gây khó khăn trong tham vọng vô địch AFF Cup 2022 của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Cũng trong thời gian vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những phương án thử nghiệm nhân sự thay thế Quang Hải với Nguyễn Văn Quyết hay Phạm Văn Đức đang có phong độ thi đấu tốt. Đây cũng sẽ là những phương án phù hợp trong sơ đồ chiến thuật của ông Park Hang-seo. Theo kế hoạch, tới ngày 27 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung đầy đủ trở lại để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 sau khi kết thúc V-League và Cup Quốc gia. Ứng cử viên khủng muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay huấn luyện viên Park. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Bỉ Mark Wilmots đã liên hệ với VFF để gửi hồ sơ ứng tuyển vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Sau khi VFF thông báo huấn luyện viên Park Hang-seo không gia hạn hợp đồng và sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 1 năm 2023, đã có nhiều ứng cử viên gửi hồ sơ ứng tuyển vào chiếc ghế nóng mà ông Park để lại. Mới nhất, cựu huấn luyện viên đội tuyển Bỉ Mark Wilmots cũng đã có liên hệ với phía VFF đánh tiếng muốn dẫn dắt đoàn quân áo đỏ. Ông Mark Wilmots từng dẫn dắt đội tuyển Bỉ với hàng loạt danh thủ như Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Alex Witsel, Thibaut Courtois từ năm 2014 tới năm 2016. Nhà cầm quân này đã cùng tuyển Bỉ vào tứ kết World Cup 2014 cũng như tứ kết Euro 2016. Đáng chú ý, tháng 11 năm 2015 và tháng 3 năm 2016, ông Wilmots cũng giúp Bỉ vươn lên đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài tuyển Bỉ, ông Mark Wilmots cũng đã cầm quân Schalke 04 tại Đức và Sil Chudensen tại Bỉ, tuyển bờ biển Nga, tuyển Iran trước khi dẫn dắt câu lạc bộ Zara của Maroc. Tại Zara, ông nhận lương khoảng 500.000 USD trên một năm, tương đương với mức lương huấn luyện viên Park Hang-seo đang nhận. Báo động của Công Phượng chỉ ra sai lầm của huấn luyện viên Kiatisak. Những con số thống kê cho thấy việc để Công Phượng xuất phạt đền không phải là quyết định sáng suốt của huấn luyện viên Kiatisak Senamuang. Công Phượng trở thành chủ đề bị chế giễu trên mạng xã hội ở trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định hôm qua, ngày 28 tháng 10. Số 10 của đội bóng phố núi thực hiện cú sút phạt đền kiểu Panenka, đưa bóng vào giữa khung thành nhưng bị thủ môn Đặng Văn Lâm bắt bài. Tính từ năm 2013 đến nay, ở các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai, U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, Công Phượng thực hiện tổng cộng 36 quả phạt đền. Tỷ lệ thành công của tiền đạo này không cao, thậm chí có thể nói Công Phượng không phải là một chuyên gia đá phạt ở cự ly 11m. Cụ thể, trong 36 lần sút phạt đền, Công Phượng thất bại tới 10 lần, có nghĩa là tỷ lệ hỏng ăn của anh lên tới gần 28%. Sút bóng kiểu Penanca không giúp tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai cải thiện tỷ lệ thành công. Pha bóng bị Đặng Văn Lâm bắt bài tối qua là lần thứ 3 anh không ghi bàn trong tổng số 6 lần bằng những cú đá phạt đền kiểu Penanca. Với những con số này, rõ ràng Công Phượng không phải lựa chọn lý tưởng cho việc thực hiện nhiệm vụ phạt đền. Thực tế, ở trận hòa Bình Định trên sân Pleiku, quả phạt đền thứ 2 của Hoàng Anh Gia Lai, tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa giúp đội bóng phố núi giành một điểm, được giao cho Vũ Văn Thanh thực hiện. Ở ASEAN 18, Công Phượng từng đá hỏng hai quả phạt đền trong trận đấu với tuyển Olympic Pakistan. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận đấu đó phát biểu nửa đùa nửa thật rằng ông sẽ không để Công Phượng đá phạt đền ở đội tuyển Việt Nam nữa. Dù vậy, đến giải giao hữu Kings Cup sau đó một năm, Công Phượng vẫn nằm trong danh sách đá luân lưu của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết. Anh là người duy nhất đá hỏng. Câu lạc bộ Khánh Hòa trở lại V-League sau 3 năm vắng bóng. Giành thắng lợi 3-1 trước đội Cần Thơ, Khánh Hòa giành quyền trở lại giải V-League sau 3 năm vắng bóng. Chiều nay, ngày 29 tháng 10, đã diễn ra lượt trận cuối của giải hạng nhất quốc gia 2022.
Vòng đấu cuối sẽ xác định ra đội bóng còn lại giành vé lên chơi ở V-League 2023. Trên sân nhà, Khánh Hòa có màn tiếp đón Cần Thơ. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Khánh Hòa đã bị thủng lưới trước ở phút 12. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng của huấn luyện viên Võ Đình Tân đã có bàn gỡ hòa một đều. Đến phút 58, Quang Minh của Cần Thơ để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Lê Thành Bình đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Khánh Hòa. Chưa dừng lại tại đây, những phút đó Khánh Hòa tiếp tục gây sức ép, đẩy Cần Thơ vào thế phải chống đỡ hết sức vất vả. Phút 72, Hữu Khôi đi bóng qua một hậu vệ đội khách trước khi đánh bại thủ môn hữu hậu của Cần Thơ trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Khánh Hòa. Chiến thắng này giúp Khánh Hòa dắt tay Công an Nhân dân giành vé lên chơi V-League 2023. Với 42 điểm có được, đội bóng thành phố biển cán đích ở vị trí Á quân giải hạng nhất 2022. Đây là thành quả xứng đáng dành cho huấn luyện viên Võ Đình Tân và các học trò sau 3 năm phải chơi ở giải hạng nhất. Trong khi đó, trên sân Đắk Lắk, câu lạc bộ Công an Nhân dân giành chiến thắng 2-0 để giành chức vô địch. Câu lạc bộ Đắk Lắk xuống hạng khi chỉ giành 18 điểm, bằng đội Phù Đổng nhưng kém thành tích đối đầu.